Hey, Giang đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay thì Giang cũng sẽ mang tới cho các bạn một cái sản phẩm mới ra mắt của nhà Sennheiser, là một chiếc tai nghe True Wireless. Đây, chiếc tai nghe của chúng ta hôm nay có tên là CX Plus True Wireless. Nếu như mà các bạn đã theo dõi những cái video trước mà Giang đã từng làm thì sẽ có một cái con tai nghe cũng của Sennheiser, nó cũng có cái tên tương tự, đó là CX True Wireless, và con này là Plus. Hôm nay là nó cũng sẽ là một cái phiên bản nâng cấp. Ok, và trong cái chiếc CX Plus này thì nó có cái gì thú vị, có gì hấp dẫn thì bây giờ thì Giang sẽ bóc hộp ha. Ở trên tay Giang đang là là cái mẫu CX Plus True Wireless. Về ngoại hình thì CX Plus True Wireless sẽ khá giống với hai mẫu trước đó là CX True Wireless ra mắt vào tháng 7 năm 2021 và CX 400 True Wireless, có hai màu là trắng đen để bạn lựa chọn. Tuy nhiên thì nếu như mà tinh ý thì bạn sẽ thấy cái phần housing của cái phần CX của cái chiếc tai nghe CX Plus này thì nó sẽ có cái thiết kế tràn viền và được phủ bóng, đường viền thì lại vừa vặn không thừa thãi, khá là đẹp mắt. Đây cũng là một cái điểm khác biệt giữa CX Plus và hai dòng trước đó. CX Plus thì nó cũng sẽ có cái hộp, cái cốc sạc, và cái cổng sạc của nó cũng là cổng mới với cái chuẩn là cổng C, cổng Type-C. Thì cái cổng này thì nó cũng khá là tiện lợi thôi, bởi vì bây giờ hầu như tất cả các cái thiết bị điện thoại, các thiết bị nghe nhìn gọi các kiểu thì nó cũng đã chuyển sang một cái chuẩn hiện nay là chuẩn Type-C rồi. Và cái tai nghe này thì nó cũng như vậy, nó cũng là cổng chuẩn cổng Type-C thôi, cổng sạc. Nó cũng có sạc nhanh là 10 phút để nghe 60 phút giống như con CX True Wireless. Vậy thì về cái phần ngoại hình cũng như là cái tính năng sạc đó các kiểu thì nó cũng khá là giống nhau, nó không có gì khác biệt. Vậy bên trong nó có cái gì hay ho thì bây giờ Giang sẽ xin phép được vào chi tiết ha. Đầu tiên đó là tính năng chống ồn chủ động. Đây là một cái tính năng mà không quá mới so với các dòng tai nghe True Wireless. Tuy nhiên đây là một cái điểm cộng, bởi vì là chiếc tai nghe với giá bình dân này của Sennheiser, hay còn nói một cách dễ hiểu hơn thì CX Plus chính là một cái phiên bản nâng cấp của CX True Wireless, từ chống ồn thụ động sang chống ồn chủ động. Thì bên cạnh cái tính năng chống ồn chủ động thì nó sẽ kèm theo một cái tính năng nữa, đó là tính năng xuyên âm. Tính năng thu và phát lại mọi âm thanh xung quanh cho phép bạn sử dụng tai nghe trên máy bay hoặc những nơi công cộng, giúp bạn nghe được những thông báo và giao tiếp với người khác mà không cần phải tháo tai nghe xuống. Bạn chỉ cần chạm vào cảm biến có trên tai nghe là đã có thể bật tắt được tính năng chống ồn và tính năng âm thanh xung quanh. Tính năng tiếp theo mà Giang muốn nhắc đến và nó cũng khá là một cái yếu tố cũng khá là quan trọng, đó là cái công nghệ True Response của đây là cái công nghệ độc quyền của Sennheiser, mà trước đó chỉ có những dòng tai nghe cao cấp mới có cái công nghệ này. Nhưng mà bây giờ thì nó đã có ở trên cái chiếc tai nghe CX Plus True Wireless và chiếc CX True Wireless ra mắt vào vài tháng trước ấy, thì nó cũng đã có cái công nghệ này tích hợp vào bên trong rồi. Và cái điều này thì cũng cho thấy rằng là cái sự đầu tư khá mạnh của Sennheiser về chất lượng âm thanh trong các dòng tai nghe CX. Và để giải thích hơn cho các bạn hiểu là cái công nghệ True Response này là cái gì thì nói chung là nó rất là dài, nó phải mấy trang giấy và nó sẽ ngồi rất là lâu để kể cho các bạn nghe được hiểu True Response là cái gì. Nói chung là tóm tắt lại cũng như là khái quát lại cho bạn, nôm na cho các bạn hiểu. Hãng đã sử dụng một trong những đầu dò nhỏ nhất thế giới. Đầu dò này làm nhiệm vụ là chuyển đổi tín hiệu điện thành sóng âm mà bạn có thể nghe thấy được. Đầu dò True Response sẽ có cái màng ngăn có đường kính là 7mm, và cái màng nam châm này á thì không chỉ có là một mà là nhiều cụm nam châm được tạo thành. Công nghệ True Response sẽ giúp cho tai nghe nghe được những cái âm thanh rõ ràng hơn, chi tiết và tự nhiên hơn, và hạn chế được cái sự méo tiếng của âm thanh ở những tần số quá cao hoặc là những số tần số quá thấp. Khẳng định lại rằng là True Response không phải là yếu tố duy nhất quyết định hay hay giờ âm thanh của chiếc tai nghe này, mà nó phải là kết hợp với nhiều cái tính năng khác, nhiều công nghệ khác tích hợp trong chiếc tai nghe này, tổng hợp lại thì nó mới ra được một cái màu sắc âm thanh của chiếc tai nghe. Ok, và nói chung là nó không phải là yếu tố
duy nhất nhưng mà nó là một yếu tố quan trọng. Nên đấy là nguyên nhân tại sao mà Giang phải nhắc tới và phải giải thích thêm cho các bạn hiểu True Response là gì. Bởi vì là cũng có nhiều bạn bình luận phía dưới hỏi True Response là gì lắm, nên là bây giờ Giang giải thích luôn. Ok, bây giờ bỏ qua True Response thì tiếp tục đến một cái tính năng tiếp theo của CX Blood. Codec hỗ trợ của CX Blood thì ngoài là SBC, AAC, APTX thì sản phẩm lần này sẽ có một cái codec hoàn toàn mới có tên là APTX Adaptive. Đây là lần đầu tiên Sennheiser tích hợp APTX Adaptive này vào chiếc tai nghe True Wireless. Với cái codec này thì chiếc tai nghe không chỉ là giúp cho cái việc là giảm độ trễ của âm thanh và hình ảnh mà còn hỗ trợ cho bạn nghe được những cái bản nhạc chất lượng cao, high res audio. Điểm nổi bật thứ 5 của chiếc CX Blood là khả năng hoạt động độc lập, có nghĩa là khi bạn có thể sử dụng một bên tai nghe để nghe nhạc hoặc đàm thoại mà không cần phải đeo hai tai nghe cùng một lúc. Một phần nhờ vào việc là tích hợp hai micro ở mỗi bên tai nghe giúp bạn có thể đàm thoại tốt hơn. Thứ 6 là tính năng Style Tone. Tính năng Style Tone này nó sẽ cho bạn nghe được cái tông giọng của mình và từ đó bạn sẽ điều chỉnh được cái tông giọng nói của mình khi đàm thoại, sẽ không có khiến bạn bị nói tông giọng quá to và ảnh hưởng đến người xung quanh. Đó là tính năng hay ho mà Sennheiser gọi là tính năng Style Tone. Và cái này thì Giang thấy nó cũng khá là ổn với cái chiếc CX True Wireless mà Giang đã từng review rồi. Và một cái tính năng tiếp theo nữa đó là có thể điều chỉnh EQ ngay trên chiếc tai nghe hoặc biến tấu cách nghe nhạc theo phong cách của bạn qua một cái ứng dụng có tên là Smart Control của Sennheiser. Ứng dụng này sau khi bạn tải về điện thoại thì có thể kết nối với tai nghe và thực hiện việc điều chỉnh âm thanh bass, treble hoặc là mid trên cái app này. Ngoài những cái tính năng nổi bật trên thì CX Blood còn có sử dụng cái kết nối Bluetooth là 5.2. Chuẩn kết nối này thì giúp truyền tải tín hiệu âm thanh được tốt hơn này, và thêm vào đó là có thể truyền được cái âm thanh chất lượng cao tốt hơn qua cái sóng Bluetooth. Và một cái tính năng cuối cùng mà đó là khả năng chống nước với tiêu chuẩn IPX4. Với cái khả năng chống nước này thì bạn có thể vô tư hoạt động thể thao, hoạt động ngoài trời, bởi vì là nó có thể chống được mồ hôi, chống những giọt nước hoặc là giọt bắn nhỏ. Nói lại giọt nước hoặc giọt bắn nhỏ hoặc mồ hôi thôi nhá. Còn nếu như các bạn mà cho nó vào dưới cái vòi nước chảy xèo xèo thì chắc chắn rằng là bạn sẽ phải đổi một cái chiếc tai nghe mới đấy. Nope. Cái phần kết nối thì nó cũng khá là dễ dàng thôi. Các bạn bật Bluetooth lên và bạn chỉ cần tháo hai cái chiếc tai nghe này ra là cái Bluetooth của chiếc tai nghe nó tự động nó đã kích hoạt rồi. Rồi, xong bạn sẽ chờ. Bạn sẽ chờ cho cái điện thoại của bạn dò được cái tên của đây. Nó sẽ có tên là CX Blood True Wireless luôn ha. Khá là dễ. Hoàn tất. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử ha. Chiếc tai nghe này là khi mà đeo vào bạn phải xoay nhẹ. Hướng cái đầu tai này vào đây ha. Xong xoay nhẹ lại. Để cho cái chiếc tai nghe nó vượt với cái lỗ tai thì nó sẽ có cái khả năng chống ồn tốt hơn, cũng như là giúp cho bạn không có bị rớt tai nghe ra ngoài. Khi đeo lên như thế này á, thì Giang nghe rất rõ là cái giọng nói của mình luôn. Chiếc CX True Wireless Blood này á, thì cái bass nó nằm ở kiểu như là tầm trung bình khá. Bass cũng có ha, nhưng mà để mà đập bùm 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 như một vài cái dòng tai nghe chuyên bass hoặc là cái chiếc mà tăng bass boost của cái CX True Wireless thì chiếc tai nghe này không có. Chiếc tai nghe này, cái bass hoàn toàn nó cũng khác kiểu là bình thường, đủ nghe, cũng đủ sôi động nhưng mà không phải quá là bục bục. Về cái chi tiết âm thanh thì Giang lại đánh giá khá là cao, là cái âm mid của cái chiếc tai nghe này khá là ổn, rất ổn luôn. Về những cái vocal của ca sĩ khi mà nghe bằng chiếc tai nghe này khá là ấn tượng. Nó khá là rõ nét và chi tiết, mang lại cái cảm giác nghe rất là wow, rất là xuất sắc. Đó, nói chung là nếu như mà bạn cần một chiếc tai nghe nghe nhạc được các cái bản nhạc chất lượng cao và nó nghiêng về cái phần chi tiết âm thanh tốt á, thì đây là một cái chiếc tai nghe mà Giang thấy nó rất là ấn tượng và nó rất đáng để cho các bạn có thể trải nghiệm đấy.
tóm tắt lại trong cái phần mà review nhanh của chiếc tai nghe CX Plus True Wireless lần này á, hai cái điểm ấn tượng nhất của CX Plus True Wireless á thì có lẽ là thứ nhất là tính năng chống ồn chủ động. Đây là cái tính năng mà Giang thấy là nó tích hợp vào một cái chiếc tai nghe giá bình dân thì rất là ok. Và điểm thứ hai mà ấn tượng đó là cái hỗ trợ codec adaptive ABTX Adaptive. Chiếc tai nghe này mở bán vào ngày 7 tháng 10 năm 2021 với giá niêm yết là 4.690.000 đồng. Đó. Và Song Tấn đang là nhà phân phối chính hãng Sennheiser tại thị trường của Việt Nam. Và nếu như bạn có những cái câu hỏi nào thắc mắc về các sản phẩm của Sennheiser hay là các sản phẩm CX True Wireless thì hãy để lại bình luận phía dưới, thì Giang cũng như là đội ngũ biên tập sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.